Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 6. Ở các bài học trước thì các bạn đã được tìm hiểu về lực rồi. Và các bạn biết rằng là khi tác dụng đẩy kéo của vật này lên vật khác thì người ta gọi là tác dụng lực, đúng không nào? Thì người ta gọi đấy là lực. Và các bạn đã tìm hiểu về trọng lực và lực đàn hồi rồi. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể đo được cái độ lớn của các lực đó, đo được độ lớn của lực kéo, lực đẩy hay là đo được độ lớn của trọng lực và lực đàn hồi? Thì chúng ta sẽ sử dụng một dụng cụ và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là lực kế và phép đo lực, trọng lượng và khối lượng. Câu hỏi của đề bài đặt ra đó chính là tại sao khi đi mua bán người ta có thể dùng một cái lực kế để làm một cái cân? Thì để có thể trả lời được những cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cụ thể của nội dung bài học. À, hoặc đây các bạn có thể quan sát cho cô ở trên hình ảnh đây. Thì hình thứ nhất này là người ta đang giương cung, đang giương một mũi tên đúng không nào? Còn hình thứ hai thì người ta cũng tượng trưng cho cái việc giương cung đó và người ta muốn đo xem cái độ lớn mà người ta dùng để giương cung, cái lực mà người độ lớn của lực mà người ta dùng để giương cung nó là bao nhiêu, thì người ta sẽ thay nó bằng cái lực kế thì nó sẽ có cái chỉ số ở trên này. Thì các bạn sẽ biết được ngay là à, để giương được một cái cung thì chúng ta cần phải ngần này độ lớn của lực đó. Thì chúng ta sẽ vào phần 1 La Mã này là tìm hiểu lực kế. Một nhỏ lực kế là gì? Thì lực kế là dụng cụ dùng để đo lực, rất đơn giản. Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực và có rất là nhiều các loại lực kế các bạn ạ. Có loại lực kế và loại lực kế mà thường dùng ấy đó là lực kế lò xo. Và lực kế của chúng ta thì có thể đo được lực kéo, đo được lực đẩy và có loại lực kế đo được cả lực kéo lẫn lực đẩy. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem cấu tạo của lực kế là như thế nào nhé. Thì ở trên lớp các bạn sẽ được giáo viên cho các bạn nhìn thực tế, quan sát thực tế cái lực kế. Nhưng mà ở đây thì cô hiện tại đang không có lực kế. Cái này phải mượn dụng cụ thí nghiệm ở trên trường cơ hoặc là phải đi ra những cái nhà sách giáo dục để mua được một cái. Thì bây giờ cô sẽ mô tả cái lực kế lò xo đơn giản cho các bạn nhé. Chúng ta sang phần 2 nhỏ là mô tả một lực kế lò xo đơn giản. Trong cái câu C1 này thì để mô tả được lực kế đó các bạn hãy hoàn thành cho cô điền những cái cụm từ trong khung này vào những cái chỗ trống. Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn điền các cái cụm từ này vào chỗ trống sao cho thích hợp để các bạn có thể mường tượng được rõ ràng cái lực kế nó là như thế nào nhé. Thì với câu C1, với chỗ trống thứ nhất thì lực kế có một chiếc lò xo. Chỗ trống thứ nhất này chúng ta sẽ điền lò xo cho cô. Một đầu gắn vào vỏ lực kế và đầu kia thì có gắn một cái móc và một cái chỗ trống thứ hai này chúng ta sẽ điền đó là kim chỉ thị. Kim chỉ thị. Và cái kim chỉ thị này thì nó chạy trên mặt một bảng chia độ. Chỗ trống thứ ba các bạn điền cho cô đó là bảng chia độ. Đó. Rồi tiếp theo. Câu C2 yêu cầu là hãy tìm hiểu độ chia nhỏ nhất và giới hạn đo của lực kế ở nhóm của em. Thì ở trên lớp giáo viên sẽ chia lớp của các bạn ra làm khoảng vài nhóm, 4 5 nhóm gì đó và mỗi nhóm sẽ được giáo viên phát cho một cái lực kế và các bạn quan sát. Các bạn nhìn xem giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất là bao nhiêu. Thì giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất các bạn đã được học từ những cái bài đầu tiên của chương trình vật lý lớp 6 rồi. Thì bây giờ cô sẽ nói lại một lần nữa để cho các bạn nhớ. Đấy. Đó là giới hạn đo là giá trị lực lớn nhất ghi trên lực kế, là giá trị lực lớn nhất
ghi trên lực kế. Các bạn cứ nhìn thấy số to nhất là bao nhiêu thì đó chính là giới hạn đo, và độ chia nhỏ nhất thì là khoảng đo giữa hai vạch chia liên tiếp. Khoảng đo giữa hai vạch chia liên tiếp trên lực kế. Đó. Đây là cách để mà chúng ta đọc được giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Thì với từng nhóm, nhóm nào nhận được cái lực kế nào nó có số ở từng trên đấy thì các bạn hãy dựa vào đây, các bạn đọc cho cô giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất nhé. Ví dụ như là giới hạn đo của một lực kế là 20 Newton chẳng hạn, còn độ chia nhỏ nhất của nó là chia 0,5 Newton hoặc là chia 1 Newton. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau sang phần 2 la mã là đo một lực bằng lực kế. Nhà chúng ta đã vừa tìm hiểu cấu tạo của lực kế rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách dùng lực kế để đo lực. Một nhỏ là cách đo lực. Câu C3, người ta yêu cầu chúng ta là chọn những cái cụm từ thích hợp ở trong khung để điền vào. Thì cái câu C3 này này, nó chính là cái cách thứ tự thực hiện để các bạn có thể đo được lực. Khi các bạn hoàn thành vào những cái chỗ trống này thì các bạn sẽ biết được cái cách đo một lực là như thế nào. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn luôn này. Thoạt tiên là phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực thì kim chỉ thị nằm đúng vạch vạch O. Đây. Câu C3 ở chỗ trống thứ nhất. Các bạn điền vạch O. Tiếp theo cho gì đây, thì mềm chấm tác dụng vào lò xo của lực kế thì chúng ta sẽ cho lực cần đo. Đó. Chỗ trống thứ hai là lực cần đo. Chỗ trống thứ ba nào, cho lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực kế, phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực. Đây chúng ta chỉ còn mỗi từ phương là chưa điền thôi. Vậy thì chỗ trống thứ ba các bạn điền từ phương cho cô của lực cần đo. Xem hai ảnh chụp ở đầu bài đây, hai ảnh chụp ở đầu bài đây đây, đúng chưa nào các bạn? Đó, thì là đầu tiên chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái số 0 của cái lực kế, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực thì cái kim chỉ thị nằm đúng vạch số 0. Đó. Đây là cái lực kế đây các bạn này. Thì khi mà chúng ta chưa đo lực ý, thì cái kim chỉ thị nó phải chỉ đúng vạch số 0. À, tức là các bạn quan sát xem mà cái kim nó có bị lệch hay bị như thế nào, cong phanh hay không. Và nó chỉ đúng cái vạch số 0 rồi thì bắt đầu các bạn mới dùng cái lực kế đấy. Lúc đấy cái lực kế đấy là lực kế chuẩn thì chúng ta sẽ dùng để đo. Thì chúng ta sẽ cho cái lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực kế. Thì ở ví dụ ở đây là các bạn đang muốn đo cái lực của tay đúng không nào? Dương cung là bao nhiêu? Đó. Thì các bạn lấy cái tay của mình, các bạn cầm lên lực kế, cầm lên một đầu của lực kế. Đó. Phải cầm vào vỏ lực kế. Đây, người này đã cầm vào vỏ lực kế rồi đây. Và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo. Nè, các bạn thấy phương của lực cần đo ở đây là phương ngang. Đấy. Thế nên là người của chúng ta, cái tay của chúng ta tạo ra lực đúng không nào? Thì người ta cầm luôn, lực của tay chính là lực cần đo này. Người ta cầm luôn vào vỏ của lực kế. Sau đó người ta kéo dương cái cung này ra đúng theo phương ngang, đúng theo cái cách mà người ta dương cung ở cách thứ nhất này. Thì khi người ta kéo ra thì cái kim chỉ thị nó cũng sẽ tăng dần số theo, thì lúc đấy các bạn sẽ có thể đo được lực. Ví dụ đo của lực của người này là 20 Newton hoặc 30 Newton thì cái kim chỉ thị nó sẽ chỉ vào đúng cái giá trị lực mà chúng ta đo. Đấy, vậy đấy chính là cách đo. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ là thực hành đo lực. Thì các bạn sẽ được giáo viên
phát cho những cái lực kế mà các bạn đo. Thì câu C4 này là tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa vật lý 6 và so sánh kết quả đo giữa các bạn trong nhóm. Thì giáo viên sẽ phát cho các bạn những cái lực kế để mỗi nhóm chúng ta có thể đo. Thì các bạn cách tiến hành đo thì giống như là ở câu C3 các bạn vừa trả lời xong. Thì các bạn đầu tiên là kiểm tra lực kế của chúng ta này, xem mà kim nó đã chỉ đúng vạch số 0 chưa. Nó chỉ đúng vạch số 0 rồi thì chúng ta sẽ cho cái quyển sách giáo khoa, chính là cái lực mà chúng ta cần đo đấy. Trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa thì chính là cái độ lớn của trọng lực tác dụng lên cái cuốn sách này. Thì chúng ta sẽ đo luôn cái, chúng ta sẽ móc cái quyển sách giáo khoa vào cái lực kế đấy, thì chính là chúng ta đã đo được cái độ lớn của trọng lực. Và các bạn nhìn xem cái kim nó chỉ số bao nhiêu thì đấy chính là độ lớn của trọng lực mà chúng ta có thể đo được. Thì cuốn sách của giáo giáo khoa của chúng ta nó lúc đấy nó sẽ là gì? Theo phương thẳng đứng đúng không nào? Vì hướng theo phương của lực mà phương của trọng lực của chúng ta là theo phương thẳng đứng. Đó. Và so sánh kết quả đo giữa các nhóm thì cái việc này là việc của các bạn làm ở trên lớp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu C5 nào. Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? Tại sao phải cầm như thế? À, giống như câu C3 thì người ta yêu cầu chúng ta là gì ạ? Phải cầm vào vỏ của lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm nằm dọc theo phương của lực cần đo. Vậy thì ở đây của chúng ta sẽ là nằm nằm theo tư thế thẳng đứng đúng không nào? Đấy, vậy câu C5 này. Khi đo phải cầm lực kế. Vào vỏ lực kế. Và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm ở tư thế thẳng đứng. Vì lực cần đo là trọng lực mà trọng lực lại có gì hả các bạn? Có phương thẳng đứng. À, trả lời được câu C5 này thì các bạn hoàn toàn có thể tự mình đo được cho cô cái trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa vật lý 6. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa biết được cách đo một lực bằng lực kế và biết được cấu tạo của lực kế rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng. Câu C6. Hãy tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau. A là một quả cân có khối lượng 100 g thì có trọng lượng. Ở trong cái bài mà trọng lượng ấy, trọng lượng và đơn vị của lực ấy, trọng lực và đơn vị của lực đúng không nào? Thì người ta có quy ước là khối lượng của một vật là 100 g thì có trọng lượng là bao nhiêu các bạn? Là 1 N đúng không nào? Vậy thì với câu C6 này, với A này các bạn trả lời ngay được cho cô ở chỗ trống thứ nhất, các bạn điền số số 1 Newton. Tiếp theo, một quả cân có khối lượng là bao nhiêu thì có trọng lượng là 2 Newton này hả các bạn? À, nó gấp đôi 2 Newton, gấp đôi 1 Newton, vậy thì ở khối lượng này sẽ là 200. 200. Cái này cô nghĩ là các bạn điền hoàn toàn dễ dàng rồi, vì ở trong bài 9 của chúng ta khi khảo sát về lực đàn hồi, khi treo từng quả nặng một cô cũng đã nói rồi. Bạn nào mà chưa chưa nhớ ra hoặc chưa liên tưởng được thì hãy mở lại những cái video trước mà cô đã giảng nhá. Tiếp theo ý C là một túi đường
có khối lượng là 1 kg thì có trọng lượng là bao nhiêu. À, cái này cũng nằm trong cái quy ước trọng lực và đơn vị lực ở bài số 8. Thì ở chỗ chỗ trống ở cái ý C, chỗ trống ý C thì các bạn điền cho cô đó chính là 10 Newton. 100 g là 1 Newton thì 1 kg có phải bằng 1.000 g không các bạn? À, một đúng rồi, 1.000 g, mà 1.000 g thì bằng 10 lần cái số này thì nó sẽ chính là bằng 10 Newton. 10 10 cái thằng 100 g này thì nó chính là bằng 10 Newton. Đấy. Như vậy là giữa cái trọng lượng và khối lượng của cùng một vật thì các bạn có thấy là nó gấp nhau 10 lần cái khối lượng không ạ? Đó. Vậy thì chúng ta có cái công thức liên hệ như sau. Này, là P bằng 10m, trong đó P là trọng lượng của vật, đo bằng đơn vị Newton, ký hiệu là chữ N in hoa. Còn M là khối lượng của vật, đo bằng đơn vị là kg. Đấy. Như vậy là các bạn có cái sự liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng P bằng 10m. Các bạn nhớ cho cô ký hiệu nhé. P này ký hiệu là chữ in hoa nhá. M này là m thường nhá. Vậy thì khi các bạn biết trọng lượng này, các bạn có thể tìm được khối lượng của vật. Hoặc ngược lại, khi bạn có được khối lượng của vật, các bạn tìm được trọng lượng, đúng không nào? Đó, vậy thì qua bài ngày hôm nay, các bạn cần nhớ cho cô điều gì? Để các bạn nhớ cho cô đó là chúng ta có thể dùng lực kế để đo lực. Và hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật đó là P bằng 10 nhân M. Trong đó P là trọng lượng đơn vị Newton, M là khối lượng đơn vị là kg. Và cách để chúng ta đo lực bằng lực kế đó là các bạn phải cầm vào cái vỏ lực kế và hướng sao cho cái lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực mà chúng ta cần đo nhá. Rồi, như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu xong những cái kiến thức cần nhớ của bài ngày hôm nay. Bây giờ các bạn sẽ vận dụng và làm bài tập cho cô này. Chúng ta cùng vận dụng vào phần 4 la mã, trả lời các câu hỏi C7, C8 và C9 cho cô nào. Đầu tiên là hãy giải thích tại sao trên các cân bỏ túi bán ở ngoài phố người ta không chia độ theo đơn vị Newton mà lại chia độ theo đơn vị kg. Thực chất thì các cân bỏ túi là dụng cụ gì? À, thì chúng ta sẽ giải thích cái việc mà dùng đơn vị kg hơn là đơn vị Newton, bởi vì là trong cuộc sống người ta cần biết tới khối lượng của vật hơn là cần biết về về Newton, độ lớn của trọng lượng. Câu C7, các bạn trả lời cho cô đó là vì trong cuộc sống con người cần biết khối lượng của các vật thế nên là người ta đã chia theo đơn vị kg. Còn nếu như mà muốn biết được đơn vị của trọng lực, độ lớn của trọng lực là trọng lượng là bao nhiêu Newton, thì chúng ta chỉ cần vận dụng cái công thức là P bằng 10 nhân M là chúng ta có thể xác định được trọng lượng của vật rồi, đúng không nào? Và thực tế thì cái cân bỏ túi đó chính là cái lực kế nhỏ. Thực chất nào, thực chất cân bỏ túi là lực kế nhỏ, lực kế cỡ nhỏ đấy các bạn. Đó. Để giúp chúng ta có thể dễ dàng cân được các vật và đo được trọng lượng của các vật. Bây giờ sang câu C8 nào. Về nhà hãy thử làm một cái lực kế và phải nhớ chia độ cho lực kế đó. Thì các bạn quan sát cái hình ảnh lực kế đây. Đây, cái lực kế đây của chúng ta thì ở bên trong nó có lò xo này. Đấy. Và nó đánh ở bên vỏ của nó ấy, thì nó đánh dấu từng cái vạch chia độ của độ lớn của các lực, đúng không nào? Vậy thì bây giờ làm thế nào chúng ta có thể đánh dấu được
những cái vạch chia độ này thì các bạn chỉ cần gì ạ? Treo những cái quả nặng này, treo những cái quả nặng như này. Thì các bạn treo quả nặng là 10 gram chẳng hạn thì cái lò xo nó sẽ bị kéo giãn đúng không? Kéo giãn một đoạn. Vậy thì khi nó kéo giãn đến đoạn nào thì đoạn đấy chính là chỉ đơn chỉ trọng độ lớn của trọng lượng, độ lớn của trọng lực. Đó, vậy các bạn cứ dùng cái khối lượng của vật treo lần lượt một quả cân rồi hai quả cân rồi ba quả cân, tất cả những cái quả nặng đấy nó phải là có khối lượng như nhau thì các bạn sẽ chia vạch được đều. P bằng 10M, các bạn cứ vận dụng những cái mối liên hệ P bằng 10M cho cô thì các bạn sẽ đánh dấu được trọng lực, độ lớn của trọng lượng. Vậy câu C8 này các bạn về nhà làm nhé, và giáo viên sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho các bạn cái cách làm một cái lực kế như thế nào. Tiếp theo câu C9 này, một xe tải có khối lượng là 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu newton? Thì ở đây câu C9 là đã cho các bạn biết khối lượng rồi đúng không ạ? Vậy M là bằng 3,2 tấn. Và đơn vị thường dùng của chúng ta là kg đúng không? Vậy đơn vị thường dùng là kg thì chúng ta sẽ đổi ra kg là bằng 3.200 kg. 1 tấn là bằng 1.000 kg. Vậy thì các bạn sẽ lấy 3,2 nhân với 1.000 thì chúng ta được 3.200. Và các bạn trọng lượng của vật là, thì các bạn sử dụng mối liên hệ là P bằng 10M. Bao giờ trong vật lý của chúng ta cũng phải ghi công thức, sau đó thì mới thay số vào các bạn nhé. 10 nhân với 3.200 thì chúng ta sẽ có là 32.000 Newton là trọng lượng của vật. Đó. Như vậy là chúng ta đã vừa trả lời xong hết các câu hỏi trong phần vận dụng. Và các bạn có thể đọc thêm cái phần có thể em chưa biết. Ngoài những cái lực mà các bạn có thể đo được khối lượng của các vật ra thì các bạn có thể biết được thêm là lực mà ngón tay ta bấm lò xo bút bi là vào cỡ khoảng 1 Newton này, hay là những cái lực khác nữa. Đấy, lực kéo của một học sinh, lực kéo của một con trâu, lực nâng của một lực sĩ, hay lực kéo của một đầu tàu hỏa, vân vân, rất nhiều thứ mà các bạn có thể đọc ở trong phần có thể em chưa biết để tăng những cái kiến thức mới lạ cho bản thân mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.